giờ nên trồng cao thắm chầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Cứ mỗi sáng tinh sương em gánh chầu ra chợ, trên con đê dài thoáng thoát đôi chân. Có một câu nói như thế này cô bác quý anh chị: người nghệ sĩ ta cũng là nghệ sĩ, sân khấu của người ta thì đèn hoa rực rỡ, còn sân khấu của ông là khoảng trống của cuộc đời. Đó là hoàn cảnh của một cái ông cụ, chú Sao Lim. Hàng ngày á thì chú mang những cái tiếng đàn mộc mạc của mình, chế từ những cái dụng cụ rất là đơn sơ, từ một cái chiếc thao, từ một cái cọng dây thắng, chú đã mang cho đời những cái khoảng nốt buồn cũng như cái cuộc đời của chú. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại Đạt Đồng Tháp cũng như là Út Đồng Tháp ghé về đây thăm lại hoàn cảnh của chú Sao Lim, một người đã từng đàn trên cái bến đò sang con sông Hậu, đến nay thì cây cầu cũng đã bắc ngang rồi, bến đò xưa cũng không còn nữa, và người đàn xưa cũng phải tìm một cái bến đỗ mới. Đó là một cái khu chợ trong quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Anh em chỉ muốn đến đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về hoàn cảnh của chú Sáu cũng như là tiếng đàn độc lạ có 102 tại miền Tây này. Và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Chào chú Sáu. Dạ, chào chú. Rồi bữa nay mình bán hết để cho ông Sáu chơi hết bàn. Chú Sáu là sáng giờ bán hết số hết chưa chú Sáu? Hết rồi. Hôm nay chú bán nhiêu tờ? 230 tờ số. Là chú bán địa điểm là ngay tại chợ này thôi hả chú Sáu? Bán chợ 586 á. 586 rồi bây giờ đây, về tới đây còn hai mấy tờ bán hết luôn. Chú di chuyển những địa điểm bán của mình là chú đi bộ không hay sao? Đi xe. Chú đi xe đò ha? Không có, xe ôm á. Trước khi tìm hiểu về cái cây đàn độc lạ của ông Sáu á, thì ông Sáu có thể đàn cho tụi con cũng như là cô bác quý anh chị á một cái bài nhạc nào mà ông Sáu yêu thích nhất với cây đàn của mình. Ông Sáu đợi con tí xíu ha. Ông Sáu tính bàn đàn bài gì? Thì rồi tôi đàn cái bản này là nhạc là chú biết cái bản nào quen rồi đó. Dạ. Bài này là thường ngày ông Sáu đàn hay ông Sáu? Rồi. Ông Sáu đàn bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng 60 năm rồi. Chấm mấy năm rồi? 60 mấy năm rồi. À, lúc trước hồi chưa có chén cái đàn này. Mà lúc trước có cái đàn vậy ta mà ngủ bị tan trộm. Rồi con mời ông Sáu. Thank you.
Hay quá. Không những đàn mà còn thả hồn theo âm nhạc nữa ha. Bài đó là bài gì ông Sáu? Tiếng đàn ta lư. Tiếng đàn ta lư. Còn các bạn nhạc giải phóng nè. Giải phóng nè. Quá hay cái bài đó, con nghe được cái lời là Nam Bắc hòa lời ca. Ừ đó. Sáu đàn gì có mỏi tay không Sáu? Cũng mỏi chứ. Bây giờ ông Sáu giới thiệu về cây đàn của mình trước đi. Vì sao ông Sáu lại nghĩ ra cái cây đàn với một cái chiếc thao, một cái tấm dáng, rồi những cái sợi dây dây sắt đó hình như là dây bằng dây dây thắng. Dây thắng. Dạ. Vì sao ông Sáu lại nghĩ như vậy? Xe đạp rồi tháo rồi có chục cộng. Thì trước đây á là ông Sáu có chia sẻ là đàn cây đàn guitar có cái duyên nào mà ông Sáu đến với cây đàn tự chế của mình trên một cái miếng dán và cái thau ông Sáu? Trời trời, bây giờ có cái đàn người ta thì người ta ăn trộm quá đi, bây giờ chế cái đàn này cho người ta khỏi lấy. Lần đầu ông Sáu chế ra rồi, lúc đầu ông Sáu đợt đàn có nó có được lưu lốt mượt mà giống như gì không? Có. Tại nghe la vô nữa rồi, nghe la vô rồi bắt đờn theo là dính luôn rồi. Cái việc mà đờn á là ông Sáu đam mê với âm nhạc hay là đờn để được bán vé số nhiều hơn? Để đờn bán vé số nhiều, tại người ta thấy cái đờn ngộ quá, đờn trên cái người ta thấy thông cảm thì mua vé số nhiều. Con thấy ông Sáu là bị khiếm thị, thì cái việc khiếm thị của ông Sáu là từ nhỏ hay là như thế nào? Bị mù rồi 3 tuổi rồi. 13 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi, lúc đó chắc bị sốt không Sáu hả? Không, không có. Hồi đó bị ban là đâu có thuốc trị đâu. Hồi lúc là còn chiến tranh á. Dạ. Con thấy cái thao của trong cây đờn của ông Sáu á, nó mới lắm. Thì không biết là từ đó giờ thì ông Sáu đã hư bao nhiêu cái chiếc thao như vậy rồi? Cỡ chục cái à. Chục cái rồi. Cái đàn là bao nhiêu tháng hay là 1-2 năm gì mới hư một cái thao không Sáu hả? Mỗi chú tính đi mà mỗi một năm hay là hư chục cái thao đó. Mỗi năm hư chục cái thao. Mà ông Sáu đợt nhiêu năm rồi? Cũng 6-7 năm rồi. 6-7 năm là 60 cái rồi. Là cái thao mới là mình thay vào là cái âm thanh nó mới rất chuẩn, nó chuẩn hay sao không thưa ông Sáu? Ăn thua cái thao mới là nó thanh chỉnh, ăn thua mình chỉnh cái này nè, cái bộ lon cán nè. Con thấy cây đờn của người ta là cây đờn một dây nè, cái như đó là cây đờn một dây, cái đó là độc quyền. Độc quyền hoặc là cây đờn 5 dây là như là cây đờn guitar. Mà tại sao ông Sáu lại sử dụng 2 dây? Tại vì muốn đờn 2 dây. Thật ra thì cái đờn nào nó cũng có những cái nốt, cái phím ở trên cái cần đàn á. Thì sao cái đờn của ông Sáu không có cái phím, cái nốt mà ông Sáu canh được hay vậy? Vậy được, ăn thua cái lương tâm mình sáng ý thôi. Dạ. Ví dụ như cái nốt son là ông Sáu sẽ gãi ở đâu? Cái này nè. Còn hai cọng dây này là mình xài được bao lâu mình mới thay, mới đứt dây mình thay chú Sáu? Hai tuần. Hai tuần thay hai cọng hả? Ừ. Chừng nào đứt thay à? Dạ. Còn cái cây kéo mà cô ông Sáu là làm từ cái chai dầu. Chai dầu nóng. Chai dầu nóng. Cái chai dầu này là mình sử dụng hay là để đàn hay là để sức luôn? Để sức luôn. Nhức mỏi rồi. Con thấy nó bị bể cái đít rồi kìa. Tại nó rớt chụp kịp cũng bể.
Ồ, hay quá luôn. Con nhớ là ông Sáu có đàn được một bài gọi là Kim Tiền Bản nữa đúng không ông Sáu? Dạ, Kim Tiền Bản. Dạ. Còn lấy Sáu nè. Lấy con Sáu. Ồ, mùi dữ luôn á. Giữa một cái thành phố náo nhiệt như là thành phố Cần Thơ mà nghe tiếng ông Sáu đàn nghe nó não nụt như là cái cuộc đời của ông Sáu vậy. Vậy thì có chị kế bên là hỏi ông Sáu có cần người ca không? Chị ca luôn hả? Ca luôn cũng được vậy. Chị ca luôn. Chị, ông Sáu ơi, có một chị tặng ông Sáu một hộp cơm. Mai mốt á, ông lại chợ này mà có đói bụng á thì ông cứ việc ông ghé quán con là lúc nào cũng tặng cơm cho ăn miễn phí không có tốn tiền. Một chị xinh đẹp là quán chỗ này nè, ông biết đường qua thì hỏi quán cũng nặng á, kêu người ta dắt qua là chừng nào đói bụng cứ việc qua, bất kể giờ nào con cũng cho miễn phí không có tốn tiền nha. Giờ cho cơm là chừng nào đói thì ăn nha, không biết thì hỏi quán Út Hạnh kêu người ta chỉ qua. Dạ, dẫn qua lộ á bên đây nè, bữa rồi con có dẫn không mấy lần không anh nhớ không? Rồi tôi nhớ, cô có cho tiền mấy lần nữa. Có cho tiền cho cơm nữa đó chị. Nên bây giờ chị tặng cho chú Sáu một hộp cơm thôi, chú chị cũng tặng cho khán giả kênh của mấy em một bài hát. Chị hát một bài Lý đi. Đang ông đã ông Sáu là sân khấu của người ta thì nó lộng lẫy lắm. Ông Sáu thì ngồi đâu hát cũng được, chỉ có thể là tặng cho mọi người một bài hát. Thôi bài Lá Trầu Xanh đi ha. Rồi. Ôi hay quá luôn. Con khan tiếng con hát không được, tới đâu hay tới đó ha. Cầm đi. Lá Trầu Xanh đó ông Sáu. Rồi. Một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về sang buổi chờ, em còn hoài vọng bóng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nở thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng, cứ mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ, trên con đê dài thoáng thoát đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm héo úa lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Mỗi mắt kiếm tìm giữa buổi chờ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Nhưng rồi một hôm mưa buồn bên sớm chờ, bên thúng trầu xanh em chờ đợi bạn chung tình. Mưa duyên kiếp đôi mình, chợ vắng thương người xạo anh không tới, thương nhau rồi còn ngại gì lầy lội bước chân, để em quay về thờ thẫn nhớ thương. Chầu nặng gánh hay nặng tình em thương nhớ, anh phụ em rồi anh không tới nữa, để phiên chợ buồn làm heo trầu xanh. Nhiều được rồi ha ông Sáu.
ơi, chị ơi, chị được rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị tên gì? À, chị tên Phước. Chị là ở đây luôn mà. À, chị đang bán cơm ở phần đặng á, chị cũng hay làm từ thiện mấy. Đây là chị Phước quán cơm Úc Hạnh nha, nếu cô bác quý anh chị có dịp đi nha, chợ để đang lát phần nào đói ăn nha. Cảm ơn chị nhiều. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn cô. Có bụng không? Không, chưa rồi, chưa em mới ăn rồi. Rồi. Ủa đâu? Dạ, cảm ơn chị. À, con về đẳng ngang nè, nó cũng ăn nè, rồi mới mốt mà có đói á thì ghé, rồi không biết thì kia tao dẫn qua lộ á. Rồi, rồi, rồi. Mình lên nha. Xe không đó. Dạ, con chị gái tốt bụng. Chú Sáu, mình chế cây đàn này, mình có khi nào mà mình hát để cho quý cô bác mình nghe luôn không chú Sáu? Có chứ. Không, bây giờ bữa nay sẵn dạy cách đây 2 năm rồi. Ông Sáu. Mà tôi ca không nổi chú ơi. Ông Sáu hết hơi rồi. Hết hơi rồi. Bây giờ mình chia sẻ về cái cuộc đời của mình tí xíu đi ông Sáu. Thì ông Sáu có anh em gì không? Nhà cửa sao? Nhà thì mướn nhà trọ. Mỗi tháng tới 900 ngàn điện nước rồi luôn, 900 ngàn đó. Chị, đây ghé ủng hộ cho chị. Rồi ông Sáu bán vậy thì mỗi ngày là được bao nhiêu tiền? Được đâu có như 230 tờ rồi. Thì xe hết 200 rồi còn cái gì đâu. Đâu có kể như không có lời được có 30 càng. Ủa tiền xe về mắc chứ vậy? Bên Vĩnh Long vẫn không qua đây mà. Đi về luôn hả? Đi về luôn đó. Dạ. Ủa vậy là chú ở trọ ở tận Vĩnh Long ở bển hả chú Sáu? Dạ ở bển á. Vậy hả? Qua phà là tới rồi. Dạ. Sao mà chú chọn cái địa điểm là Cần Thơ này mà sao chú không ở Vĩnh Long chứ sao? Không, tại đi bán vé số phải được chỗ nào cũng đi. Đông người không sao hả? Ừ. Đi bán vé số chỗ nào cũng bán chân á. Ông Sáu nói là năm nay là bao nhiêu rồi? 72. 72. Tết này nữa 73 đó. Tết này nữa 73. Là 6-7 năm đần phô đần dạo bán vé số dạ, rồi. Dạ. À, cuộc đời của ông Sáu thì từ đó giờ thì có vợ con gì không? Có, bà xã bị bệnh tiểu đường, nằm chỗ nữa. Có con không sao? Không, hai chồng già không à. Là ông Sáu hiện giờ bà Sáu đang ở nhà không? Đang ở nhà nên nằm. Rồi tôi đi làm mua thuốc, men về cho nó uống chứ đâu phải mình nên mà bà xã uống đâu, rồi tôi nữa. Tôi bị thẳng nè. Rồi ông Sáu dự định là đi đàn bán vé số này đến khi nào mới nghỉ? Cỡ hết vé số sớm á, thì về sớm. Con nói là bao nhiêu tuổi ông Sáu mới nghỉ á? Chắc cũng cỡ 8 mấy tuổi mới nghỉ qua. Thì còn sức khỏe hoài là còn đàn hoài hả ông Sáu? Còn sức khỏe còn đi đàn hoài. Khi nào trường hợp mình đi không nổi là thôi. Ông Sáu có đàn được những bài giọng chim lan không Sáu? Đó, được thì nó hơi yếu chút, thiếu chữ. Thank you.
quá hay. Ông Sáu này quá hay luôn chú Sáu à. Rất hay luôn á. Ừ. Đâu phải yếu ông Sáu này ra rất hay luôn. Cô chủ tặng một chai dầu nữa kìa. Chai dầu giống như là cái cao hú cốt gì hả chị hả? Dầu nóng. Chị chủ tốt bụng. Chị chủ cho còn giá số không? Hết giá số hả? Hết rồi. Cho chú thêm chai dầu. Hết rồi. Nếu cô bác có video này có dịp chai dầu này của Thái nha. Các Thái quận Kiều thành phố Cần Thơ thì nhớ ghé ủng hộ mua vé số của chú Sáu Liêm. Chai dầu Thái đó không sao? Ghé ủng hộ quán cơm chị Đỗ Thận nha. Bỏ vô cắt kỹ cẩn thận nè. Hết vé số rồi. Hết trơn rồi, mới hết thị rồi. Ông Sáu ơi, ông Sáu có thể chia sẻ cho mọi người biết là hàng ngày ông Sáu bán ở những cái đoạn đường nào ngay tại thành phố Cần Thơ nào để cho mọi người biết mua tiếp? Chợ 3 tháng 2. Chợ 3 tháng 2. Chợ 586. Chợ 586. Với cái chợ Cái Găng. Chợ Cái Găng. Cái Găng với chợ cái gì quên rồi. Phong Điền. Chợ Phong Điền. Ồ, phải có người chở xe ôm. Không có, xe không ôm. Người chở. Thuê người chở xe ôm. Đó đó. Vậy hả? Tại con thấy con chạy nha, con thấy chứ con không có. Thường bữa con thấy ông chở mình nè, con không nghĩ ông đi bộ mà xa dữ. Đâu có đi xe chứ. Cái cây đàn này là cái miếng dán là chú lúc đó chú làm trong thời gian bao lâu mới hoàn thành cây đàn hả chú Sáu? Trời ơi, nội trong một ngày mà đóng xong cây rồi. Nhưng mà lúc đó là tự chú cưa luôn hả chú Sáu? Không có, tự mọc cưa giờ về mình đóng đinh lên. Rồi bây giờ người ta đấu giá cây đàn ông là 1 tỷ đó, ông bán không? Không. Hả? Không bán. Ôi sao vậy? Bán nhưng mà bán là làm sao còn đâu nữa là được. Làm cây khác đâu phải mỗi lần làm đâu, đâu phải dễ đâu, không phải đơn giản đâu ông Sáu. Thật ra cây đờn chỉ là một cái vật chất thôi, nhưng ông quý nó vì nó đã gắn bó với ông cũng đã gần mấy năm rồi. Nó đã mang cho mọi người những cái niềm vui trong cái cuộc sống, đồng thời nó cũng giúp cho ông Sáu có thể kiếm thêm được thu nhập. Bán rồi người ta sẽ mua với số ít lại rồi lỗ rồi sao ha. Trời ơi, vậy mà bán cái số cũng có khi bị giật rồi đó. Dạ, bị giật hả? Bị giật á. Ông có gượt theo không? Có thấy đâu mà gượt. Bị giật mà 70 tờ qua cái gì? Dạ, chị chủ ơi, có người nói là chị chủ tốt bụng quá. Đó bình thường à, hằng ngày đâu đó, công việc hằng ngày luôn á. Hỏi chị có chồng chưa? Chị có chồng có con rồi, mà cái đó cũng như thường ngày chị cũng hay làm giúp mấy người khó khăn vậy đó, gặp ai cũng giúp chứ không phải riêng gì ông Sáu. Dạ. Khó khăn mà không có tiền ăn cơm là cứ được vô chị phận cho hết trơn à. Chị mấy mùa dịch rồi chị cũng tài trợ bà con khó khăn á. Tí xíu nữa tụi em ghé ăn cơm luôn, tụi em cũng chưa ăn cơm luôn. Bây giờ tôi ngồi đây gọi xe ôm lại rước về đó. Dạ. Chưa có người rước hả? Có. Ông có uống nước gì không? Con kêu mình uống làm cho đi nước. Chứ uống trà đường không, chứ không dám uống cà phê. Tại vì bệnh. Dạ. Trước khi về thì cũng tôi cũng cầu chúc cho hai anh được nhiều sức khỏe, ăn khang thành vượng. Dạ. Năm mới năm cũ bước qua năm mới, cầu chúc mấy anh được sống trẻ mãi không già. Thì con chúc cho ông Sáu có thật nhiều sức khỏe để gửi đến những tiếng đàn hay đến cho mọi người xem ông Sáu. Rồi. Hôm nay con cũng cảm ơn. Con cũng gửi cho ông Sáu 200. Rồi, cảm ơn. Mà ông Sáu giữ tiền được không? Cẩn thận không? Được. Tiền mấy giấy số ông để đâu cho con coi với. Trời ơi vậy. Không cho con coi cắt cẩn thận không mà. Đó, tiền giấy số nè. Rồi thấy rồi, con nhớ thấy rồi thì đâu? Đây kéo cho em nó coi nha. Thấy dạch ra, đó, đó, đây là có chừng rớt đó nha ông ơi. Mà ông Sáu biết tiền không ông Sáu? Biết hết trời rồi. Ê hả, biết hả? Biết. Biết không? Biết chứ. Hôm nay thì con đến đây á, con thay mặt cho sư cô Phước Liễu ở Úc á.
Rồi. Gửi cho ông Sáu 1 triệu. Rồi. À, ông Sáu nhận. Rồi. À, đây là một sư cô Phước Liễu ở Úc ha ông Sáu? Đã, cầm nha. Rồi à, thôi, chứ thì cũng cảm ơn mấy anh dùm nói dùm, tôi cảm ơn mấy cô. À, cái này là phần quà của sư cô tặng cho ông Sáu, mong ông Sáu có sức khỏe. Rồi. Mang lại những cái tiếng đàn ngọt ngào cho cô bác quý anh chị thưởng thức thêm, với một cái hình ảnh phải nói là nghị lực vươn lên của ông Sáu. Rồi. Ở trước khi về thì ông Sáu tặng một bài nào nữa đi ha, hay sao? Tặng một bài nữa hả? Dạ, có muốn tặng nữa không? Tặng chứ có gì đâu. Nhưng mà cắt tiền trước đi. Cắt tiền trước đi. Ủa sao cắt nhiều chỗ dữ vậy ta? Hôm nay ngày xưa mà ông có người yêu á, người yêu ông thích bài nào đó ông tặng cho tụi con giống như là tặng cho người yêu vậy á. Bây giờ đồng bản gì, nhạc gì? Cổ đi, cổ hay nhạc? Nhạc à. Nhạc đi. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Rồi. Nha. Không có ăn từ từ cho để đợi cho mấy anh nha. Rồi, và một lần nữa Vui Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Xin chân thành cảm ơn sư cô Phước Liễu đã hỗ trợ cho ông Sáu và món quà rất là ý nghĩa đối với ông Sáu luôn. Con xin chào ông Sáu, chúc ông Sáu sức khỏe ha. Rồi, chúc mấy anh về được nhiều sức khỏe.